những đối tượng phù hợp để tham gia khóa học chẩn đoán trực tuyến nâng cao của trung tâm VATC. Em cho hỏi tí nữa thầy là cái chương trình học mà học online như thế này mình có cái chương trình học về đọc lỗi không thầy? Về đọc lỗi xe? Có. Nó không phải là chương trình anh gọi là đọc lỗi thì không phải, mình gọi là chương trình chẩn đoán. Chẩn đoán ô tô ha. Thì nó là đầu tháng 12 sẽ khai giảng một khóa đó nè. Đầu tháng 12 nó liên hệ với các bạn tư vấn tuyển sinh của mình á, nó sẽ có một cái khóa chương trình đấy. Nhưng mà chương trình đó nếu anh em chọn học chương trình đó thì với tôi là một cái người trong mảng đào tạo thì tôi cũng sẽ tư vấn lên cho chúng ta là không phải anh em nào học nó cũng hiệu quả, nhấn mạnh lại ha. Tại vì khóa đó là khóa dành cho những anh em có cái nền tảng ô tô cơ bản nhất rồi, và thậm chí là mình gọi là tương đối cứng rồi đó nè. Chúng ta học khóa đó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Học những cái hệ thống cao cấp, học sử dụng, ứng dụng những cái thiết bị chẩn đoán vào trong việc sửa chữa xe. Chứ không phải là đọc lỗi không, đọc lỗi không thì quá đơn giản. Đọc lỗi không thì thật sự cái máy đọc lỗi nó còn dễ xài hơn cái điện thoại nữa. Anh em mở cái điện thoại mình lên màn hình nó đầy ứng dụng cho nó hết. Đúng không? Mà anh em còn xài được. Còn cái máy chẩn đoán mở ra, mua 5-60 triệu bấm ra chỉ có một chỗ bấm vào để đọc lỗi thôi. Một chỗ xóa lỗi thôi. Cái chương trình điện thân xe mình mà đúng ra nó cũng sẽ có một vài buổi là cho anh em xem cái máy chẩn đoán đó nè, điện thân xe của mình á. Nhưng mà phần đối với lớp mình thì cái lớp cơ bản nền mảng nên nó chưa có phần đó. Chứ thật sự điện thân xe vẫn được ứng dụng được máy chẩn đoán. Ví dụ như những cái buổi mà học hệ thống chiếu sáng nè, những hệ thống điều khiển của hộp body nè, là anh em coi máy chẩn đoán chúng ta có thể xem được những thông tin inbox nè, xong được những cái kích hoạt được đèn đốm này kia nè, gạt mưa này kia nó kích hoạt được ấy. Nhưng mà lớp mình thì nó cơ bản quá nên chưa có cái phần đó vào. Để đăng ký khóa học, anh em nhanh tay gọi đến số hotline 0945711717, 0944135339 hoặc truy cập vào website www.hocdienototruyen.pro.